Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 6 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang điểm 4, bài tập số 4 rồi, của cái phần Let's Go đó các bạn, phần điểm B đó. Vậy thì cái bài tập số 4 này là một bài luyện đọc. Bài luyện đọc này là người ta đề nghị mình là đọc rồi sau đó mình thảo luận hai câu hỏi thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn hiểu cái bài đọc này nhé. Cái bài đọc này là đọc để hiểu, chứ không phải là đọc là luyện đọc theo phát âm nói các bạn nhé. Thì khi nào liên quan đến đọc mà đọc theo phát âm á, thì mình chỉ hướng dẫn bạn đọc kỹ. Còn cái này là đọc để hiểu, có nghĩa là mình đọc bằng mắt để mình hiểu cái nội dung của cái bài đọc này. Rồi sau đó mình sẽ thảo luận, mình sẽ nói chuyện, mình trao đổi hai câu hỏi. Rồi, cái bài này có tựa đề là Community Service, là gì các bạn? Là dịch vụ cộng đồng. Đó, dịch vụ cộng đồng cho cái cộng đồng mình đang sống á. Đó, những cái dịch vụ như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung bài. Người ta đang sống lâu hơn. Người ta đang sống lâu hơn. Vì vậy, có nhiều người già lớn tuổi hơn. Đó, như vậy là câu khẳng định đầu tiên là người ta đang sống lâu hơn. Vì vậy là có nhiều người lớn tuổi hơn. Nhiều người già đi đó các bạn. Đó. Nhiều người trẻ đang làm dịch vụ cộng đồng, dịch vụ công cộng cộng đồng đó. Họ giúp đỡ những người già. Họ đi mua sắm giúp đỡ những người già. Họ làm việc nhà giúp đỡ những người già. Họ lau nhà, họ dọn dẹp sân, lau chùi những cái sân cho những người già. Họ thậm chí còn sơn lại những ngôi nhà của những người già. Một số người trẻ thì làm việc như những tình nguyện viên trong những bệnh viện. Đó. Ở Mỹ, họ được gọi là Candy Stripers này á. Là gì các bạn? Ở Mỹ người ta gọi những cái người tình nguyện viên làm việc trong cái bệnh viện này là Candy Stripers, là giống như là những người tình nguyện viên làm việc trong bệnh viện đó, người ta gọi là cái cụm từ này. Chúng ta hiểu là những người trẻ làm việc tình nguyện viên trong những cái bệnh viện đó. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì cái chiếc đồng phục này, cái bộ đồng phục này, cái bộ quần áo đó, đồng phục đó, màu trắng và màu hồng, có đường kẻ màu trắng và màu hồng mà họ mặc lên trên người đó, cho người ta gọi là như thế này. Stripes này là giống như vần, stripers này là giống như những cái vần, những cái vạch, những cái sọc đó các bạn. À, sọc hồng và sọc màu trắng, những cái bộ đồng phục mà họ mặc đó, cho nên người Mỹ họ gọi là họ như vậy. Chúng ta hiểu là những người làm tình nguyện trong những cái bệnh viện. Những người khác thì sao các bạn? Quan tâm về môi trường và làm việc trong những chiến dịch làm sạch những cái khu phố hàng xóm, khu phố đó. Rồi, như vậy là chúng ta hiểu cái bài đọc này rồi. Thì bây giờ chúng ta sang bên này á, là chúng ta thảo luận hai cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi thứ nhất á, là một số bạn tuổi teen này, một số bạn trẻ này là giúp đỡ cộng đồng như thế nào? Câu hỏi số 2 là những bạn tuổi teen ở Việt Nam á thì giúp đỡ cộng đồng như thế nào? Đó, thì chúng ta thảo luận hai câu hỏi như thế. Câu hỏi thứ nhất là những bạn tuổi teen trong bài này á, giúp đỡ cộng đồng như thế nào? Thì chúng ta quay trở lại bài học này, chúng ta thấy rất rõ đúng không? Họ giúp đỡ cộng đồng như thế nào các bạn? Đây, chúng ta nhìn vào đây. Đây, giữa họ giúp đỡ cộng đồng rất là nhiều việc, và mình đã trả lời cho các bạn, viết ra cho các bạn này. Một số bạn tuổi teen, những bạn trẻ đó, thì giúp đỡ những người già bằng cái việc đi mua sắm cho họ nè, rồi cái việc nhà cửa này, đó. Với việc nhà đó, giúp đỡ là việc mua sắm rồi việc nhà này. Họ cũng làm việc như những tình nguyện viên trong bệnh viện. Họ một số khác thì làm việc trong cái việc gì các bạn? Trong những cái chiến dịch làm sạch môi trường, chiến dịch làm sạch môi trường ở các khu phố đó. Rồi, như vậy là mình đã trả lời ngắn gọn, khái quát nhất trong cái nội dung bài này. Rồi, sang cái vấn đề thứ hai chúng ta thảo luận là gì? Những bạn tuổi teen ở Việt Nam làm việc giúp đỡ cộng đồng như thế nào các bạn? Đây, những bạn tuổi teen ở Việt Nam á thì làm việc để trong những chiến dịch làm sạch môi trường ở các khu phố. Ok, có. Và một số khác thì giúp đỡ những người già với những công việc nhà của họ. Ok, cái này thì các bạn tuổi teen Việt Nam cũng có tham gia đúng không các bạn?
Rồi, như vậy là chúng ta đã thảo luận, trả lời hai câu hỏi này rất là hay. Bây giờ chúng ta xem, cái phần 5 này là play with words, này là có nghĩa là gì các bạn? Chơi với chữ các bạn. Chơi với chữ nào? Chúng ta xem đây, chơi với chữ của chúng ta ngày hôm nay là một cái cụm rất là hay và mình sẽ dịch cho các bạn được các bạn hiểu ha. Này nó hơi mờ cho mình đưa lên cao này cho các bạn giờ thấy khỏi mờ này. Đây. Hãy đi mua sắm này, đi mua sắm lúc 8 giờ. Gặp tôi lúc ngay gặp tôi tại cổng. Đừng muộn nhé. Điều đó nghe thật tuyệt các bạn ha. Hãy đến đây chơi nào. Bạn là bạn đang nói gì vậy? Ngày hôm nay. Cảm ơn, dù sao cũng cảm ơn. Rồi, bây giờ mình đi nói giống như nó một cái bạn dặn bài hát đó các bạn ha. Come shopping at 8:00 meet me at the gate. Don't be late. That sounds great. Đó, âm ai hết các bạn ha. Come to a play ai hết. What do you say? I can't today, day. Thanks. Anyway. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là thầy hát không hay cho nên các bạn hết sức thông cảm. Rồi, vậy thì trước khi chúng ta kết thúc cái video cuối cùng của cái phần B thì chúng ta xem chúng ta cần ghi nhớ điều gì. Chúng ta cần ghi nhớ. Muốn hỏi bạn chúng ta nên làm gì vào buổi tối này thì các bạn nên nói là What should we do this evening? Chúng ta nên làm gì vào buổi tối này? Rồi, what about? Rồi một cái gì đó là một đề nghị đó các bạn. Rồi, would you like? Cộng một cái động từ like to, cộng một động từ nguyên mẫu đó. Bạn thích làm cái gì không đó? Đó, đi vô từng câu thì sau này các bạn sẽ thấy. Rồi, nếu mà mình từ chối là mình nói I'm sorry, I can't. Xin lỗi, tôi không thể. Còn nếu mình từ chối lịch sự hơn một xíu nữa thì tôi rất là thích nhưng đưa ra lý do để cái việc từ chối đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video này. Hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào cái phần language focus 2 các bạn nha. Focus 2 đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn.